Hello, Cho Phương xin thân mến chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube Speak English with me. Vẫn khỏe, gia đình và cuộc sống ở bên đây vẫn bình thường. Phương Anh cũng hy vọng rằng mọi người đang có một cuộc sống vui tươi và có tràn đầy sức khỏe. Thì trong cái video ngày hôm nay, Phương Anh sẽ làm về các dụng cụ và những cái thiết bị mà các bạn có thể là thường gặp trong cái cuộc sống hàng ngày, trong các ngành giống như là ngành máy móc, sửa chữa cũng như là cơ khí. Phương Anh sẽ đọc mỗi từ từ 2 tới 3 lần và cho các bạn đọc theo sau Phương Anh nhé. Trước khi bắt đầu cái video, các bạn đừng quên comment vô ở phần bình luận bên dưới, like, share cái video nếu mà các bạn thấy hay, cũng như là follow Phương Anh ở trên Facebook. Phương Anh sẽ để link ở bên dưới cho các bạn thấy. Và thôi, bây giờ mình bắt đầu cái video ngày hôm nay nhé. Number one, screwdriver, or minus screwdriver. Number two, screwdriver plus. Number three, monkey wrench, adjustable wrench. Cái mỏ lết. And then number four, double-ended spanner. Double-ended spanner. Number five, box spanner. Number six, saw, cái cưa, saw. Number seven, saw blade, là cái cưa, blade là cái lưỡi, saw blade, lưỡi cưa, saw blade. Number eight, hacksaw. Number nine, chisel. Là cái đục, chisel. Number ten, pneumatic chisel. Cái âm P ở đây là âm câm nhé. Pneumatic là chỉ có N thôi. Pneumatic chisel. Number 11, knife. Âm ca ở đây là âm ca âm luôn. Knife. Là con dao, knife. Mình qua số 12. Ladder. Là cái thang, ladder. Số 13, bench. Âm chờ cuối nhé, chờ. Bench. Cái bàn ngồi. Number 14, số 14, vice. Cái ếch tô, vice. Number 15, số 15, 15, nail. Một cái đinh á, nail. Hai cái đinh, nails. Number 16, pincers, always có S nhá, lúc nào cũng có S, tại vì nó là hai cái cặp lại, pincer, giống như cái kéo á, pincers, kim cặp. Number 17, 17, safety boot, giày bảo hộ. Hay là bốt, dây bốt bảo hộ. Number 18, helmet, mũ bảo hộ. Number 19, cái helmet này ấy, thường là cái mũ bảo hộ, nhưng mà cái mũ đỏ đỏ ở đây ấy, nó gần giống như là cái hot hat, là cái mũ cứng á. Hot hat.
Helmet là mũ bảo hộ, hard hat là mũ cứng. Glove. Glove, một cái glove. Glove. Hai cái gloves, gloves, gloves. Găng tay bảo hộ hay là găng tay. Mình qua số 20, protection glasses. Protection là sự bảo hộ, glasses kính, số kính bảo hộ hay là cái goggles. Goggles. Protection glasses. Hay cái kính này cũng gọi là cái goggles. Protection glasses. Number số 21, 21. Axe. Axe. Cái rìu. Number 22. Pipe, pipe, wrench. Bê phở, pipe, wrench. Mỏ lết răng. Số 23, electric pliers. Electric pliers. Electric pliers. Number 24, số 24, 24. Plastic hammer. Plastic hammer. Là cái búa cao su, cái mũi ở đầu này là bằng cao su. Plastic hammer. Hay là cái người Mỹ nó còn gọi là cái mullet. Mullet. Number 26, steel hammer. Steel là bằng thép. Hammer là cái búa. Steel hammer. Number 27, 27, scaling hammer. Scaling hammer là búa gõ rỉ. Scaling hammer. Hexagon. Number 28, hexagon wrench. Hexagon là sáu cạnh. Hexagon wrench, lục lăng. And then number 29, 29, số 29, bucket. Bucket. Bucket là cái xô, bucket. Mình qua số 30, mask. Mask protection. Mask. Sucker. Mask protection. Mask là cái mặt nạ. Protection bảo hộ. Mask protection. Hay protection mask. Number 31. Ratchet. Ratchet. Cờ lê tuyết. Ratchet. Number 32. Scraper. Scrape. Saka, 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 scraper, 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 bàn nạo. Scrape là nạo, cái danh động từ cạo, nạo. Còn number 33, số 33, wire, wire brush, wire, không có y nhé, y, wire brush. Brush, cái chữ S cong lưỡi ở dưới cuối. Brush, wire brush. Number 34, lobster pliers. Lobster, lobster là con tôm càng. Pliers hay là vice spanner. Vice spanner, kim chết. Lobster pliers or vice spanner. Anvil. Number 35, anvil. Anvil, cái đè. Number 36, ribbon ruler. Ribbon là cái dây ribbon, dây ruler là thước đo dây. Number 37, caliper. Caliper, caliper, thước cặp, caliper. Mình qua số 48, 48, 48, screw, screw, vít, sorry. Number 49, flat, flat, flat là bằng, phẳng, flat, washer, flat, washer, flat washer, bằng đệm phẳng. 50, 50, number 50, spring washer, spring, spring washer, spring washer.
vòng đệm ving. 51, turnbuckle, 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 tăng đơ, 51. 52, shackle, 52, shackle, shackle, shackle. 53, 53, chain, chain, chain là dây xích, chain hay là cái gì mà móc xích, chain. Number 54, wire, rope, rope là dây thừng, wire, rope, dây cáp, wire, rope. Chain block, number 55, câu số 55, chain block, pa lăng xích, chain block, chain block. Number 56, 56, nylon rope, nylon, dây ni lông, nylon rope, dây ni lông rope, dây ni lông, nylon rope, nylon rope, nylon rope. Fifty-seven, fender, fender, quả đệm, fender. Number 58, 58, sling, 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 dây cáp nâng hàng. 59, cargo net sling, cargo net sling, cargo hàng net sling, cái net là cái lưới. 60, number 60, chain sling là dây nâng bằng xích, chain sling, chain sling. Number 61, felling wedges, felling wedges, felling wedges, 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 tấm chèn. Cái wedge là cái miếng hình tam giác, cái miếng mà chèn cửa, cái wedge thì wedges, felling wedges là tấm chèn. Number 62, 62, movable compressor, movable, movable, compressor, movable, compressor, compressor, movable, compressor. Máy nén khí di động. 63, câu 63, 63, paint roller, paint roller. 64, hand paint sprayer, hand paint sprayer, hand paint sprayer. Number 65, shovel, 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 sáng, chữ S dài, shovel. We go to number 66, hose, hose, cái vòi, hose. 67, câu 67, can, can là cái thùng đựng nước. 68, hand pumped, hand pump, hand pump, bơm tay. Number 69, funnel, funnel, phễu, funnel. 67, pot for paint, pot for paint, hay là paint bucket, paint bucket. Number 71, hairbrush, hairbrush, hay là paint brush, hairbrush là cái cọ, chổi sơn, chổi cọ, chổi sơn, cọ sơn, hay là paint brush, paint brush. Number 72, pneumatic impact wrench, pneumatic impact, impact wrench, máy bắt ốc vít. Pneumatic impact wrench, pneumatic là giống như là có khí nén á. Pneumatic impact wrench. Number 73, pneumatic angle grinder, pneumatic angle, angle góc grinder, máy mài góc. Number 74, 74, pneumatic straight grinder, pneumatic straight grinder, straight thẳng grinder, làm cái mài. 75, 75, pneumatic hand drill, pneumatic hand drill, làm máy khoan.
Trong cái danh sách này Phương Anh chỉ có vậy thôi. Thì cái này là short video nhé. Phương Anh sẽ gặp các bạn trong video rồi sau. Chắc Phương Anh sẽ làm một cái video về voice over với lại cái English and Vietnamese subtitle cho một cái video mà về English, Maritime English video ở trên YouTube. So, bye bye.